Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm qua, công tác cải cách hành chính ở quận có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đã triển khai thí điểm việc hỗ trợ miễn phí nộp và nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và quét mã QR để đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với công chức và thủ tục hành chính liên quan. Xác định cải cách hành chính là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, quận Cẩm Lệ đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ công chức về đạo đức công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, rà soát đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính công. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trực tuyến năm 2020.